thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh để sản xuất ra những nông sản nổi tiếng như sau: hoa, khoai tây, chè và cà phê. Trước khi đại dịch Covid-19, giá trị nông sản Lâm Đồng chiếm 53% tổng sản phẩm xuất khẩu. Nông sản Lâm Đồng xuất khẩu 40 nước trên thế giới. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn các chuỗi cung ứng nội địa và xuất khẩu, khiến nông sản Lâm Đồng gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản và ảnh hưởng đến thu nhập. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của chuỗi giá trị bền vững giữa sản xuất, tiêu thụ nông sản và đòi hỏi các ngành chức năng cũng như doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng và phát triển chuỗi. Với tinh thần trên, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự về ba nữ doanh nhân trẻ đã sáng tạo đa dạng hóa các loại hình kinh doanh với sự ưu tiên trong bền vững môi trường, bình đẳng giới và giảm đói nghèo. Đặc biệt qua đây, các nữ doanh nhân sẽ chia sẻ các kinh nghiệm sản xuất kinh doanh thích ứng trong điều kiện đại dịch Covid-19. Cùng với các nông sản thế mạnh, Lâm Đồng cũng là địa danh có nhiều điểm du lịch canh nông nổi tiếng để người dân, du khách có thể tham quan, thưởng thức những nông sản sạch, hấp dẫn của địa phương. Khi dịch Covid-19 chưa xảy ra, trung bình mỗi năm, Lâm Đồng đón 7,3 triệu lượt khách du lịch. Và làng nấm Đà Lạt là một trong những địa điểm thu hút du khách tham quan, học tập và thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của địa phương. Làng nấm là tâm huyết và đam mê của nữ chủ nhân Phạm Minh Hoa. Nhưng dịch bệnh Covid-19 như một trận bão càn quét đã gây ra khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trước tình thế đó, chị Minh Hoa đã chủ động thay đổi tư duy, xây dựng phương án đối phó dịch bệnh bằng phương án chuyển từ kinh doanh du lịch canh nông sang tập trung nghiên cứu sản xuất ra những loại nấm mới, độc đáo, mang giá trị kinh tế cao bởi những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời do nấm mang lại. Xuất phát là ở Việt Nam mình, cái điều kiện thời tiết, khí hậu của Đà Lạt nói riêng, của Lâm Đồng nói chung là rất là phù hợp với trồng một số loại nấm ôn đới. Câu chuyện làng nấm thì không phải là câu chuyện mà tự dưng mà có mở cho khách tham quan. Mình nghĩ rằng là gặp khó khăn thì chúng ta sẽ đầu tiên thì sẽ chán nản một tí. Nhưng mà nếu mà mình nhìn dành thời gian để mình nhìn sâu lại mình á thì sẽ tìm ra cách thôi. Chẳng hạn như là nếu mà mình không thể đi nước ngoài được thì mình mở cửa đón khách trong nước. Mình không thể test thị trường nước ngoài được thì mình test thị trường trong nước. Nếu mình thị trường trong nước mà khách du lịch cũng không đến được nữa thì mình nghiên cứu online qua những cách qua việc bán hàng online. Còn trong thời gian mà mình không đi nước ngoài hay là không bán trong nước được do vận chuyển không được thì mình quay lại về sản phẩm, quay lại với những loại nấm mà mình hàng chục năm qua mình đã nghiên cứu và nuôi trồng ở đây, thì mình sẽ xem là mình cải tiến nó như thế nào, mình sáng tạo ở trên cái nền mà mình đã có. Trong suốt các năm qua thì tôi cũng luôn luôn tìm kiếm những cái mô hình, những cái công nghệ nó phù hợp đối với các cái doanh nghiệp của Lâm Đồng, đặc biệt là các cái doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, kết nối các chị ở Lâm Đồng lại và chuyển giao các cái công nghệ, các cái trang thiết bị của những cái đối tác khác tại tỉnh để mà các chị có thể là tổ chức thành một cái chuỗi liên kết. Các chị em ở Lâm Đồng thì rất là có nhiều cái ý tưởng để mà khởi nghiệp, cũng như là trong những năm qua thì tôi thấy rằng là khi mà ứng dụng công nghệ thì họ làm rất là tốt, vừa chịu khó lại vừa có ý tưởng và vừa thích ứng được với cái bối cảnh mới và ứng dụng được cái công nghệ đấy, thì là họ sẽ phát triển được cái ý tưởng của mình thành những cái dự án mà có giá trị gia tăng cao, đa dạng hóa các cái sản phẩm theo cái nhu cầu của khách hàng, đa dạng hóa các cái sản phẩm theo cái công nghệ và đa dạng hóa theo các cái sản phẩm theo cái xu thế. Cũng là đơn vị do nữ làm chủ và lại khởi nghiệp vào đúng dịp dịch bệnh Covid-19 xuất hiện nên hợp tác xã phụ nữ Trùng Quế tại huyện Đơn Dương gặp không ít khó khăn. Nhưng với niềm cảm hứng của một người con sinh ra trên mảnh đất Đơn Dương, thủ phủ sản xuất rau củ quả của cả tỉnh, đã thôi thúc chị Phạm Thị Thanh Tuyền, giám đốc hợp tác xã, quyết tâm tìm lối đi cho hợp tác xã và truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ. Hiện hợp tác xã có 9 thành viên và 16 hộ liên kết, mỗi năm cho ra thị trường 140 tấn phân Trùng Quế chất lượng cao, phục vụ sản xuất, đạt doanh thu hơn 850 triệu đồng. Nhưng định hướng của hợp tác xã là không chỉ quan tâm vào thương mại, mà hợp tác xã chú trọng
chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân trùng quế. Để từ đó, chị em phụ nữ tận dụng các phế phẩm nông nghiệp sản xuất ra phân trùng quế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa chủ động được phân bón trong bối cảnh loại vật tư này đang tăng giá như hiện nay. Tận dụng được tất cả mọi thứ, từ cái việc mình trồng trọt cũng như chăn nuôi, phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ bằng các mô hình này tại nhà. Thì từ đó chị em có thể tận dụng cái rác thải đó để mình phục vụ lại cho cái nhu cầu trồng trọt cũng như chăn nuôi hữu cơ tại nhà của mình. Đó là một cái việc góp phần trong việc cải thiện lại cái hệ sinh thái cũng như bảo vệ môi trường. Khi mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm này ra thì tất cả mọi người đều biết được cái giá trị của nó để mọi người cùng thực hiện và cùng làm và cùng phát triển. Những người phụ nữ bé nhỏ, họ không chỉ làm đẹp cho cuộc đời bằng bàn tay khéo léo mà còn cống hiến cho xã hội bằng khối óc thông minh, nhạy bén của mình. Đối với tiến sĩ Phạm Thị Hòa, cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã giành được học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Úc Marin Williams Fellowship. Chị Hòa vinh dự là một trong 4 học giả của Việt Nam và một trong 42 học giả của châu Á-Thái Bình Dương vinh dự được nhận học bổng này. Từ nguồn học bổng Marin Williams Fellowship đã góp phần nâng cao vai trò của nữ giới về kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng quản lý trong nông nghiệp. Chúng tôi phỏng vấn 11 doanh nghiệp và thăm trang trại của hội. Chúng tôi nhận ra vai trò kinh doanh không quan trọng bằng nâng cao vai trò nữ giới, bình đẳng giới và sự quan tâm người dân tộc thiểu số. Chúng tôi khi khảo sát, chúng tôi đã thấy những người nữ doanh nhân họ đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng của mình và đã có những cái giải pháp để phù hợp với điều kiện dịch COVID-19. Tôi rất ấn tượng cách hoạt động của họ. Tôi luôn luôn ủng hộ các nữ doanh nhân theo đuổi ước mơ của mình. Nông nghiệp là một ngành kinh tế trụ cột của đất nước và là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng. Những người phụ nữ làm nông nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển ngành kinh tế quan trọng này. Mỗi phụ nữ hãy mạnh dạn tiếp cận các nguồn tri thức, nâng cao năng lực, nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, dám làm, có bản lĩnh vươn lên, làm chủ công nghệ, làm chủ những vụ mùa bội thu trên mảnh đất trụ phú Lâm Đồng.